Tin Washington, Hoa Kỳ Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Washington Phòng báo chí Tòa Thánh đưa ra thông báo vào hôm thứ Sáu ngày 12 tháng 10 vừa qua rằng Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Dano William World Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Washington, Hoa Kỳ Việc chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y World xảy ra gần 3 năm sau khi Ngài đến tuổi 75 là hạn tuổi mà các giám mục phải nộp đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y. Woro đã là chủ đề của những lời chỉ trích gay gắt trong những tháng gần đây là người kế vị Tổng giám mục Thero Makarik. Đức Hồng Y. Woro đã phải đối diện với những chất vấn về những hiểu biết của Ngài liên quan đến những cuộc lạm dụng tình dục chống lại Makarik được công khai trước công chúng lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 6. Đức Hồng Y đã phải hứng chịu thêm nhiều chỉ trích vì những cáo buộc cho rằng Đức Hồng Y Woro trong thời gian là giám mục Pittsburgh từ năm 1988 đến năm 2006 đã cho phép các linh mục bị buộc tội lạm dụng tiếp tục làm việc mục vụ. Trong một lá thư gửi cho Đức Hồng Y được công bố hôm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu Đức Hồng Y đảm nhận trọng trách giám quản tông tòa tổng giáo phần Washington cho đến khi có một vị tổng giám mục khác được bổ nhiệm.